Xin chào các bạn và chào mừng các bạn quay trở lại với video của mình. Hôm nay mình sẽ dạy các bạn cách thiếu hoa. Video của mình đã đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.